Xin chào quý vị anh chị cô chú quay trở lại kênh Viết Phú. Ngày hôm nay em chỉ qua quán đồ cũ. Thì đây có nhiều anh chị cũng bảo là quay về mấy cái đồ radio cũ thứ. Hôm nay em có đến thì thấy cũng khá nhiều đồ audio mà có CD gì nhỉ? Cassette rồi đài cũ hỏng. Cũ có hỏng có bán nhiều. Em quay mấy con cho anh chị cô chú cùng tham khảo. Đầu tiên em xin nhắc lại một lần nữa là cái số điện thoại cũng như là Zalo cũng như Facebook của em là định trên màn hình, đó là số điện thoại duy nhất, Facebook duy nhất và kênh YouTube đang phát video này, Viết Phú Official này, Viết Phú JP này thì là kênh Official, là chính thức, chính thống của em, duy nhất bán hàng. Thì anh chị cô chú cũng hết sức để ý để tránh trường hợp bị lừa đảo. Thời gian gần đây cũng có một số trường hợp không muốn làm mà muốn có ăn, chuyên đi lừa đảo giả danh các cái YouTuber ở bên Nhật Bản có làm video cũ để đi lừa đảo người Việt Nam. Cũng là không làm mà chỉ muốn con. Có một đứa tên là Cao Bá Thông là một, ở Cao Bá Trung là một à. Chú Bá Thông quên một cái mồm, một cái một thằng tên là Cao Bá Trung. Một đứa gái tên là cái gì nhỉ? Em quên mất nhưng mà bốn tên có bốn chữ gì đấy. Đấy em quên mất vì không để ý bọn có vẩn đấy, quên mất tên. Thôi em quay lại nội dung video. Đây là một số con cassette rồi cái CD cái đài radio em sẽ quay hôm nay nhé. Cho bạn em là một con đài của hãng Victor RC252. À, lúc bấm vẫn hoạt động ok. Không biết đây là nội dung hỏng hay gì. Radio nhận tin bình thường này. Cassette tải sinh là không được. Cái cassette tải sinh không được. Cassette tải sinh không được là sao nhỉ? Nó quay được một chiều không quay được à? Sao tải sinh không được là sao? Radio thì vẫn bình thường. Còn cassette thì cái phần nghe băng này nó có vấn đề nên là không được. Con này thì vẫn có AM FM bình thường 108 MHz. Còn rất là đẹp. Phía sau này. Cạnh đây có em đèn ông. Đờ nông, Việt Nam mình hay gọi đờ nông. Quên mất hay gọi đờ nông sao. Nhưng mà mấy anh bảo là Việt Nam mình gọi đờ nông thì dễ biết hơn. Thì chính là nó. Con này đây, DMA-M10E. Con này thì cái MD nó tái sinh để nó có thể là gì nhỉ? Mở được cái khay này nhưng mà cái gì đấy? Cái gì đấy là không được. Cái này tên nó phiên âm tiếng Anh sang và cái chữ của nó không tìm hiểu thì không biết được cái tên nó. Này là Sony thôi. Kể đó ấy. Con cassette này khá là đẹp. Nặng xem nào. Có ai sách nhỉ? Thế cũng nhẹ không à? 2 cân mặc mới. Chưa đầy 2 cân. Giá nó là 7/7 cả thuế. Tôi đưa khoảng 1,6 triệu cả thuế nha chị ô chú. Giá là 2 cân. Tầm thế thì cũng quay mất hơn 2 triệu. 2,5 triệu cả ship nữa đấy. Khá đắt nhỉ? Bên này thì là đây, con này vẫn có dây nguồn đi kèm nhé. Tiếp theo là một em Toshiba có đĩa CD luôn nhưng không phải là băng. Toshiba TICDV88. Con này có được điều khiển, có cả remote, có cả dây nguồn, có phát được FM AM, nhưng mà cái ngăn đĩa này, người ta ghi đây cái ngăn CD này nó không ra được, nó không mở ra được. Này sửa chứ không có khó khăn. Giá nó là 3,5 cân. Cân nặng con này nhá, 3 cân. Tầm 3 cân đấy. Cân này mất khoảng tầm 650 tiền ship về Việt Nam và 300 ship bên này, mất 1 triệu ship rồi. Còn đây là một em nghe FM/AM của Audiocom thôi. 350 một em này. FM/AM. Con này thì
cái tiếng của radio nó bị con này có cả băng luôn nhá, mỗi bộ có băng đàng hoàng đây. Đấy, có nghe được băng, băng này người ta ghi là vẫn nghe tốt. Còn cái radio thì nó bị nó kiểu là chập chờn, bị cắt cắt tiếng. Ở đây là hai con tiếp theo, cũng khá nhiều đấy chứ nhỉ. Con này có loại Ken Wood CD, CD thì ở bên trên chóc đây. Đấy, CD MD, MD thì ở đây. Và nó cho bằng đĩa MD vào đây. Giờ thì chắc ít người dùng MD rồi, hầu như là không rồi. CD còn ít nữa là CD MD là có thể là mở ok hết. Nhưng mà cái này không có điều khiển nên là bán hàng hỏng nhé. Còn mọi thứ vẫn ok, giá là 20 cent 2, khoảng tầm 450. Khá là đẹp, khá là tuyệt đối với em này. Ủa, khá là nặng, 4-5 cân. Em sẽ cho con Sony lên trên chốc để cho nó sang bên này. Trong kia là có một em Victor. Con này chỉ có CD và MD. Trên chốc thì có cả kết nối với iPhone luôn. CD, MD. Có cổng USB, có line in, có phone ra luôn. Có gì đây, sản xuất thì không có ghi năm nào, nhưng có thể là mở được đĩa CD FM cũng ok. Cái kết nối với iPod cũng ok. Cái đầu cửa ngăn CD ấy, thì phải mở bằng tay, nghĩa là không có remote control thì sao, không có remote là có remote mà, nhưng mà chắc là không mở được nên phải mở bằng tay. Đó, hàng hỏng đơn giản. Con này giá khoảng tầm 550 đồng, nặng con này chắc phải tầm 3-4 cân, tầm 3 cân hơn xí, nói chung cũng được. Victor khá đẹp. Đấy, căng này thì hơi khó tháo, không tháo được. Để xem cái loa trong. Giờ này một số cái dàn mini hỏng khá nhiều, nằm lòng quăng hết cả lên. Đây là có một em gì đây, Victor RC-X5MD. Con này khá đẹp này. Đấy, khá là hầm hố. Đẹp đấy chứ. Giá nó đây, 1C6-500, 3 triệu rưỡi chứ. Con này thì ngày mà người ta thử điện đấy, cuối cùng ấy, là ngày tặng mua 3 tháng 8. Cái ngăn CD và cái ngăn băng hay đều là mở ra ok. Mà cái đĩa MD thì không được, MD thì còn dấu. Ngăn MD là không mở được, ngăn MD dưới cùng cái tí, cái này không mở được. Không cần, 3,5 triệu, đẹp, con này đẹp, chất. Rồi, nên là mua con về để phòng cho chất, phòng thì chặt quá, toàn loa máy tính để hết nè. Rồi, bên này thì chỗ này là mấy cái dàn mini, sau sẽ quay nhá. Dàn mini nhiều, nhưng toàn dàn bán cửa hàng hỏng rồi. Nó chỉ bị hỏng cái là cái đĩa MD này không nghe được chẳng hạn này. Đấy, ví dụ con này vậy. Con này thì radio không nghe được. Tiếp tục này. Hiện nay có em Sony bán 220, 230. Con này CMF 170 TV. Ngày cuối cùng thử là 15 tháng 8. Cái radio vẫn nghe ok. Cassette cái đĩa này mở ra mở vào không được, nó không quay được ạ. Nó không quay được, nên mở ra mình mở vào nút nó vẫn ra thôi, nó không quay được. 220, đẹp đấy chứ. Đây, bên này xem có con nào thì đâu còn chứ. Này em chuẩn bị ra đây một con để xem này. Panasonic RX-DS5, con này rất hầm hố, rất là robot. Mà cũng rất là đẹp. Có thể thấy vào trong đẹp đấy chứ. Mã nó là RX-DS5, ngày cuối cùng thử là 20 tháng 8. Cái đĩa CD mở ra được ok, cái băng mở ra được ok, nhưng cái radio vẫn nhận tin bình thường. Ủa, sao bán hàng hỏng ta? 220 em mua.
Rồi bác nào tối nay em sẽ đăng video này, bác nào có ưng con này thì em sẽ mua con này nhá. Em cũng kết con này là nặng tầm 4 cân. Đấy. Con này thì sản xuất tại Trung Quốc nhá. Không phải sản xuất tại Nhật đâu, mọi hàng để rẻ sản xuất Nhật thì không đủ tiền. Sản xuất là 199 thì phải. Đây. 99C nên xe. Đấy. Rất đẹp, rất là tuyệt vời. Hầm hố, kinh rất nhỏ. Con này vừa có thể về bố, có thể nghe radio, nghe băng nhạc con, nhưng có thể là học được tiếng Anh. Đấy, rất là tiện đấy chứ. Mọi thứ đều ok. CD ok. Dekimas tết bự. Dekimas luôn. Băng ok, radio ok. Thế tại sao bạn con hỏng con này nhỉ? Quá tuyệt vời, không mua con này thì mua con nào. Đấy, em sang quay mấy con mới cho bác xem. À, dưới này còn có 2 con nữa, 3 con nữa cũng nhiều lắm. Đây, con này thì vừa Canote Technote của hàng gì đấy, Made in Japan 2020 mùng 11 tháng 3. CD và băng ok, radio ok, điện thì khó vào, chập chờn, điện vào chập chờn, thả ra chích lại cho nó cái mỏ hàn vào chắc nó ok thôi. Có thể nhớ luôn. Được, con này đẹp. Giá của nó cứ 220 à. 2 cân bạc. Con này một con Victor nữa cũng đẹp. Victor nhiều âm đài đẹp thế. Victor này RCTI MD. Cuối cùng thử là bông hoa 6 2020. MD và băng là ok. Đấy. Còn cái CD thì nó không quay được. Chắc là một trong hai cái này có vấn đề. Có hai ngăn. Đấy, có hai ngăn CD. Về sửa thì ở Việt Nam mình, sửa ở Việt Nam mình không hề ngán một cái trường hợp nào. Ở đây này, nó bị hỏng rồi đây. Này mất rồi. Không đóng được vào. Vẫn đóng được. Con này đẹp chất, 350, 4 cân. Này, sẽ quay lại mã cho bác. Bác nào ưng con nào chụp hình màn hình lại gửi cho em là em sẽ báo giá nhé. Con này Sharp CD MD F220. Cái đĩa CD không quay được. Còn cái đĩa MD thì ok. Con này đẹp. Có cái màn hình LED ở dưới này, màn hình LCD ở này khá đẹp. Khi mà chơi nhạc thì nó sẽ hiện tung lên đây. Con này Sharp Razi KC MD F150. Giá của con này chưa đầy, con này hơn 100.000. Con này bị gì đây? Cái LCD không hoạt động được. Điện thì vẫn vào. Đấy, nội dung hỏng của nó là vậy. Mà con này nặng lắm thôi, con này nặng lắm. Nó tiền một tiền gà 5 tiền thóc. 1,3 đấy. Rồi, thì em sẽ sang bên này, quay mấy con CD đang còn sống cho bác xem. Đây, còn mấy con CD đài cassette sống. Audiocom này. Rồi, radio và cassette này. Cũng 220, 230 này. Đấy, có đẹp. Đẹp chứ. RCS M653K. Có. Con này thì AM FM có hết nè. Nó không quay được, cái lỗi tải sinh hình như nó không quay được một chiều hay sao. Nó chỉ quay được một chiều. Đẹp thế nhỉ. Đây này một con Sanyo này. Sanyo Việt Nam mình hay đọc là Sanyo. Nhưng mà đúng bên này thì là Sanyo. U4 ST24. Giá 350.000. Quá đẹp. Vừa nghe băng, vừa nghe radio FM, nhưng mà không có đĩa CD nhé. Đây, đây là mấy em. Đây, CD thì đây. CD radio đây. Koyumi này. Koyumi, đúng rồi, một hãng ok. Có Bluetooth luôn. Nghe CD. Nghe CD thì đây. Đấy, ấn vào đây CD sẽ ra. Rồi nghe radio.
rất là đẹp. Thế nên có mấy em nghe CD Alpha thứ Sony nhiều giá, nói chung mấy hàng loạt vặt này thì nó nhiều giá, thì bác là ưng con nào thì chụp hình màn hình lại em sẽ mua, không có vấn đề gì. Đấy thì em xin chấm dứt video hôm nay về radio hỏng và radio, nói chung radio hôm nay và cassette. Hẹn gặp lại các bác trong các video lần sau. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.